Liên quan đến vụ người đàn ông bị hành hung vì một con chó ở chung cư tại quận 7, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, ngày 7 tháng 2, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo, giao Ủy ban Nhân dân quận 7 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, khẩn trương xác minh xử lý nghiêm vụ việc. Trước đó, tối ngày 2 tháng 2, ông Nguyễn Hoàng Dũng, sinh năm 1989, ngụ quận 7, dẫn con trai đi vào sảnh chờ thang máy ở chung cư quận 7. Lúc này, con chó của ông Đào Thế Vinh, sinh năm 1995, không rọ mõm, không xích, liên tục tiến gần tới chỗ con ông Dũng, nên ông nhắc nhở ông Vinh, nhưng người này thờ ơ. Do lo sợ con trai bị chó cắn nên ông Dũng dùng chân đẩy con chó ra xa. Bất ngờ ông Vinh xông tới đánh khiến ông Dũng ngã xuống đất. Sau khi bị hành hung, ông Dũng đến công an phường Phú Thuận trình báo sự việc và có đơn đề nghị công an quận 7 giám định thương tích, khởi tố ông Vinh. Ông Nguyễn Hoàng Dũng được chẩn đoán bị sưng bầm vùng gò má trái, trầy xước gò má trái, rách mí mắt trái và phải khâu 5 mũi, vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng. Khai báo với công an, ông Vinh thừa nhận đã đánh ông Dũng vì tức giận.